Bữa nay thấy con mắt nó dễ chịu hơn không? Nãy cắt cái chỉ đi cái mấy bữa nó thấy cái nó được đỏ. Thử nha, thử xong rồi 3 tháng sau. 3 tháng sau con mắt con nó mở to không nha. Bác cắt xong rồi đi nhậu bình thường nha mọi người. Có đau gì không chị? Dạ làm xong về không biết à, hồi không ai biết tự học cầm ít á. Dạ hơi hơi nhẹ xíu. Chị có chùm lạnh không chị? Dạ có 3 ngày. Dạ 3 ngày chùm biết. Dạ 23 ngày. Khi nào chị quay về thì nhớ tái khám bác nha. Dạ. Dạ, ngực làm được năm mấy rồi. Vũ hả chị? Đúng rồi, bác Hồ Khâu Vũ. Xin bé chưa? Trời ơi, em chưa có gia đình chị ơi. Em đang độc thân duy tính. Em bị ế đây này. Chị ấy khen rồi chị. Dạ đúng rồi, sẹo đẹp quá trời luôn. Chị cũng qua mắt ấy mà, trong rồi thấy ấy hả? Chị làm mắt lần 3 phải không chị? Lần này lần 3. Hồi xưa làm ngực bên bác và biết bác có làm mắt đó cho nên là